Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh Mr. Tiên. Thưa quý vị và các bạn, gió đông không còn, tác động của không khí lạnh giảm. Vì thế, miền Bắc mưa giảm đáng kể. Trong ngày hôm nay, cùng với sự suy yếu thêm của không khí lạnh, miền Bắc thời tiết sẽ tiếp tục chuyển biến tốt. Ở phía Đông Bắc Bộ, từ sau 10 giờ trở đi, trời nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức từ 27 đến 29 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng nhích nhẹ hơn một chút, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức từ 27 đến 30 độ. Dự báo, khoảng từ ngày 8 tháng 11 trở đi, một đợt gió mùa Đông Bắc mới tràn xuống, Bắc Bộ sẽ có mưa rắc trở lại. Đến với các tỉnh miền Trung, từ ngày hôm nay cho đến cuối tuần này cũng là thời tiết chuyển biến tốt. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và cả Hà Tĩnh, sáng nhiều mây, nhiệt độ trưa chiều ở khu vực này sẽ tăng lên ở mức từ 27 đến 29 độ. Còn đối với các tỉnh từ Quảng Bình đến thành phố Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trời có nắng duy trì đến chiều tối. Vì thế, nhiệt độ ở khu vực này cũng cao hơn, dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Lui xuống phía Nam, do rãnh thấp xích đạo chủ yếu gây mưa dông tại khu vực ven biển miền Tây. Còn các nơi khác như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông hay là các tỉnh miền Đông, Nam Bộ đều không có mưa, trời nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cho đến 3 ngày tới ở khu vực Tây Nguyên tăng cao trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Còn khu vực Nam Bộ ở ngưỡng nhiệt từ 32 đến 34 độ. Trên biển, gió Đông Bắc vẫn chi phối hầu khắp các vùng biển nước ta. Ở khu vực phía Bắc của biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 lên cấp 5 và không có mưa dông. Còn khu vực phía Nam của biển Đông do tác động của rãnh thấp xích đạo, nên ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa vẫn có mưa rào và dông rải rác, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp, kèm theo đó có khả năng gió giật mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.